mỗi ngày. Nước kho có màu nâu óng ánh, thịt cá mềm, vị đậm đà, đường chút ngọt thanh và thơm của mía. Mê ngay từ miếng đầu tiên. Rất vui được gặp lại các bạn khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, Nấu Chuẩn Ăn Lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay thấy Phước Hưng nè, đã chuẩn bị cá rất là tươi ngon. Sẽ là một món cá kho. Đúng rồi. Nhưng phải có một cái gì đó thật là đặc biệt và độc đáo mới được. Chắc chắn là sẽ có đặc biệt chứ. Ngày hôm nay thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn cũng như là Minh Phương một món cá kho. Và món ăn ngày hôm nay có tên gọi là cá nục kho mía. Và cũng theo lời của chuyên gia dinh dưỡng tiến sĩ Đào Thị Yên Phi, món ăn ngày hôm nay giúp cho chúng ta hỗ trợ xây dựng khối cơ xương rất tốt luôn. Hành tím này thì chúng ta lột vỏ sạch đi và rửa sạch để ráo Phước Hưng sẽ cắt đôi. Ớt hiểm thì Phước Hưng sẽ đập vào. Phần đầu hành trắng thì Phước Hưng sẽ băm. Lá hành thì Phước Hưng sẽ cắt khúc. Chúng ta sẽ ướp cá. Một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo, một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, một muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước mắm, một muỗng canh nước màu, một muỗng canh đầu hành lá, một muỗng canh tỏi băm. Trộn đều gia vị vào cho cá được thấm vị. Chúng ta để cá thấm khoảng 10 tới 15 phút là được rồi. Chúng ta nên chọn cá có cái mang màu đỏ mắt sáng nè, và cá không có mùi lạ, đó là cá còn tươi ngon. Và đây cũng là một cái lưu ý cho quý vị khán giả nhé. Chúng ta sẽ đập dập mía để chất ngọt của mía thấm vào cá khi kho sẽ ăn ngon hơn. Và đối với món ăn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lót mía dưới đáy nồi giúp cá không bị cháy xém. Đồng thời khi kho thì cá sẽ ngon ngọt hơn. Và bây giờ Phước Hưng sẽ cho cá vào. Chúng ta sẽ cho hết cái gia vị vào luôn. Cho nè ớt hiểm đập dập và hành tím luôn. Cho vào đây một muỗng canh tương ớt, hai chén nước nóng. Và chúng ta đậy nắp kho riu riu. Chúng ta sẽ vớt bọt. Wow, cái màu nước kho rất là đẹp luôn Phước Hưng ơi. Đúng rồi. Và bây giờ Phước Hưng sẽ giảm lửa nhỏ lại và chúng ta kho thời gian khoảng 30 phút đến khi nào mà nước kho trong nồi sánh cạn lại là được. Wow, cái màu đẹp quá. Trong cá nục có rất là nhiều canxi và protein hỗ trợ tăng cường cơ bắp nè và giúp xương chắc khỏe. Cho lên trên đây một ít hành lá nè, rắc lên đây một ít tiêu. Vậy thì bây giờ món kho của chúng ta đã hoàn tất rồi. Trời, cái bụng của Minh Phương nó réo từ nãy đến giờ. Phước Hưng sẽ trang phần sốt lên. Rất là đẹp luôn. Hấp dẫn quá. Cuối cùng Hưng sẽ cho lên đây một ít hành lá mà chúng ta đã tước nè, để tăng thêm màu xanh cho món ăn. Một chút ớt xoăn để trang trí nè. Vậy thì bây giờ món kho của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi. Khi ăn thì chắc chắn phải kết hợp với cơm trắng, đúng không nè? Đúng rồi. Mời và Minh Phương. Món kho thì mình ăn nóng sẽ ngon hơn nhiều, đúng không? Hương vị rất là độc đà. Phần cá thì chắc nè, béo bùi đặc trưng của cá nục. Và có một cái vị ngọt rất là đặc trưng đến từ mía nữa. Món ăn này Minh Phương nghĩ là các bạn hãy nên làm thử để đổi vị cho bữa cơm hàng ngày của mình. Và để đạt được hiệu quả dinh dưỡng thì các bạn tham khảo món ăn của ngày hôm nay cùng với bản thực đơn trong một ngày sau đây. Cá nục kho mía, mê ngay từ miếng đầu tiên. Vào bếp và làm thử ngay các bạn ơi.